Xin mến chào toàn thể quý vị các bạn. Buổi chiều tối ngày hôm nay thì em Tuấn có về được mấy chiếc đài. Thế nhưng mà vì lý do trời cũng khá là tối rồi và công việc buổi chiều khá là bận và em Tuấn cũng không kịp giới thiệu đến quý vị các bạn được. Đấy, nên là xin phép được giới thiệu qua qua một xíu những chiếc đài này mới về. Đấy, để bác nào có nhu cầu thì có thể liên hệ cho em và cũng giới thiệu luôn một số những chiếc đài đang có sẵn ở trên cửa hàng. Đợt này máy về khá nhiều nên là các bác có nhiều sự lựa chọn. Và như các bác đã biết, bên kênh điện tử Tuấn Tám Video thì em Tuấn chuyên kinh doanh các dòng đài radio cassette cũng như là tivi đen trắng. Và em Tuấn thì có một cái đặc điểm là giá cao hay giá thấp thì em Tuấn không quan tâm hoặc là không để ý đến các loại mặt hàng ở bên shop khác bán các bác nhá. Nên nhiều bác có so sánh hoặc là shop em cao hơn hoặc là rẻ hơn thì cái việc đó là cái việc mà nó rất là tế nhị và bên kênh họ bán như thế nào thì kệ các bác ạ. Hoặc là bên em Tuấn bán thế nào thì em Tuấn chỉ biết ở bên hàng bên em thôi. Và em có một cái đặc biệt là hàng như thế nào thì em nói như vậy luôn. Hàng bờ là nói là hàng bờ. Hàng bờ là hàng đã qua sử dụng tại Việt Nam. Và chất lượng nó chỉ còn thế này. Thì em bán giá thế này. Còn hàng bãi là hàng từ bên nước ngoài nhập về. Và chưa sử dụng tại Việt Nam lần nào. Thì gọi là hàng bãi. Đấy, và tất nhiên giá thành của nó sẽ cao hơn. Gấp rưỡi, gấp đôi, thậm chí gấp ba. Thì đó là cái chuyện bình thường các bác nhá. Và ở trên cái cuộc sống này thì ở trên đời này thì không có cái miếng bánh nào ngon mà nó lại rẻ được, đúng không ạ? Đấy, em cứ đặt vấn đề câu hỏi như vậy thôi. Đấy, nhiều bác bảo ở bên kia sao bán cái đài này nó có 1 triệu 2 triệu, xin lỗi ạ. Không có cái đài nào nó ngon mà nó đẹp mà nó rẻ được. Đấy, em sẽ khẳng định là như vậy. Còn giá thì có thể chênh lệch nhau năm từ 7 năm 700 1 triệu là chuyện bình thường. Đó là cái giá cả lên xuống hoặc là cái đợt hàng này nó nhập đắt hơn thì chúng em phải bán cao hơn và đợt hàng kia nó nhập rẻ hơn thì chúng em sẽ bán thấp đi. Đó là chuyện bình thường và chúng ta sẽ thỏa thuận và sẽ đi đến kết luận giao lưu với nhau được thì đó là tình cảm, còn không giao lưu được thì chúng ta có thể là làm quen cũng như là lấy kinh nghiệm thôi, đúng không ạ? Chào nhau một câu cũng là vui rồi. Và đó là một vài lời chia sẻ về cái phần giá cả như cũng như là chất lượng. Và đến với một video mới ngày hôm nay thì em Tuấn sẽ giới thiệu đến quý vị các bạn một chiếc đài sáp. Chiếc này có cái form dáng thì cực kỳ là sang trọng và rất là to cao đồ sộ. Chiếc này là chiếc sáp GF787. À, cách đây khoảng độ vài tháng, hình như là trước Tết thì em Tuấn có một chiếc hàng bãi các bác nhé. Và đã giao lưu với giá là 8 triệu 500 ngàn đồng rồi. Đấy. Và đến ngày hôm nay thì đây là chiếc đài hàng bờ, hàng đã qua sử dụng tại Việt Nam. Và tất nhiên hình thức thì sẽ không được đẹp bằng hàng bãi. Thế nhưng nó đang còn sử dụng tốt. Đấy. Và một số những chi tiết em Tuấn sẽ trình bày rất là kỹ ở trong video. Mời quý vị các bạn chúng ta vào xem. Và chiếc đài này đang hoạt động tốt, hai cửa băng radio FM AM và cổng kết nối line in đều đang hoạt động tốt. Và ngoại hình thì chúng ta sẽ xem ở trên video cũng như là trên ảnh. Đấy, bác nào mà có quan tâm thì có thể vào Zalo 0822 111 444 để xem ảnh chi tiết nhé. Tí nữa em sẽ chụp ảnh chi tiết cho các bác. Còn bác nào xem video thì chúng ta xem luôn, để em Tuấn sẽ quay luôn cũng như là trình bày những chi tiết góc cạnh và phần hoạt động của đài. Về phần tổng quan thân nhựa thì không hề bẻ dập và đài mang màu sắc màu kem. Mặt thì mang màu sắc màu xanh. Các chi tiết núm nút cần gặt thì mang chi tiết màu ghi bạc. Đó. Và chúng ta sẽ có loa thì được mạ viền chrome. Đấy, loa thì đang còn đẹp các bạn. Đây này. Đấy. Thế nhưng ở chủ trước thì các bác này không biết là bác ấy thích nghịch như thế nào, bác lại bôi một tí cái sơn nhũ vào một đoạn vuông vuông đấy này. Chả biết là bác để làm gì thì em không rõ. Thế nhưng mà bác nào mà lấy thì em Tuấn sẽ vệ sinh lại và sẽ sơn đen lại một loạt một cái lưới đen này cho nó đẹp. Nó về zin, đúng không ạ? Đó. Đó là cái điều mà em Tuấn phải chia sẻ với quý vị các bạn. Nhưng mà cái phần chrome này, các bác nhìn này, nó vẫn đang còn rất là sáng nhé, rất đẹp. Loa tép ở trên này. Đó. Chúng ta sẽ có một cái quai sách zin. Một cái anten zin nhá. Đó, cái này thì được 2 cái điểm cộng. Thân nhựa này. Đó, cũng rất đẹp, đúng không ạ? Đây loa tép này. Đây là logo nổi của dòng chữ sáp này. Đây cái phần chrome ở viên loa bát cũng rất đẹp nhá. Đấy. Đây, ở bên này cũng vậy này, cái bác chủ trước bác rất là hay này. Bác tự nhiên bác lại cho một tí sơn nhũ bạc vào giữa đây thì chắc để làm gì thì em không rõ. Đấy, mai em Tuấn sẽ vệ sinh sạch và sẽ sơn lại màu đen cho nó đẹp. Đồng màu. Đấy, chúng ta chơi thì chơi nguyên bản đồng màu nhìn nó đẹp hơn đúng không ạ? Ok. Đấy, chúng ta nhìn tổng quan từ xa nhá. Đó. Đấy. Tất cả các phần cần gạt núm nút chi tiết này thì cũng khá là cũ rồi. Đấy là cũng phải trình bày quý vị các bạn vậy nhưng mà đang còn nguyên bản. Duy nhất có một cái cần gạt cuối cùng rồi này.
cần gạt này cần gạt mono stereo của radio thôi, cần gạt này chúng ta có thể bỏ đi cũng được, bỏ qua cũng được. Đấy thì là like một cái cần này thôi, like một cái núm núm thôi các bác nhá. Đây cái núm đây này, chắc nó bị mất thì là bác chủ bác ấy đang cài ở đây một cái khác. Đấy và chúng ta sẽ có gì đấy ạ, có cái nút nguồn ở đây nhá, bật nguồn này, đèn đỏ nó báo đây, khi có công suất ra loa thì nó sẽ nháy theo đèn tia đấy các bác nhá. Đó, ở đây chúng ta sẽ có hai cần gạt volume loa trái này và loa phải đó, và đây là bát này, ở đây là tép này đấy, còn đây là hai cái cần này là hình như nó về phần micro cũng như là ghi âm thì chúng ta bỏ qua nhá, và quan tâm đến bốn cái cần đầu tiên này. Và tiếp theo chúng ta sẽ quan tâm đến cái cần gạt chức năng. Cần chức năng sẽ nằm ở cái cần thứ hai này, 1 2 3. Đấy, ở dưới nó sẽ là line in. Ở trên là băng cassette và trên cùng nó sẽ là radio. Đó, bên này là FM và AM. Đấy. Và dò sóng dòng này thì nó nằm ở bên này. Và cái núm dò sóng rất là to. Đấy, được mạ chrome này. Tất nhiên là cũng hơi bị xỉn xỉn một tí rồi nhưng mà vẫn còn khá đẹp. Đấy. Mới chia sẻ rất là kỹ cho các bác. Chúng ta cân nhắc được là cái đài vì sao giá thành nó lại như thế. Đấy, bác nào mà chấp nhận được thì chúng ta sẽ chơi rắc nguồn. À, trước này nguyên bản của nó là điện 100V nhưng mà về thị trường Việt Nam thì các bác thợ đã nâng lên 220 rồi. Cái điều này thì nó không còn zin nhưng mà ngược lại chúng ta lại dùng nó lại thoải mái hơn thì khi chúng ta không sợ cắm nhầm điện. Đấy cũng là một cái đặc điểm rất là hay. Đây phía sau thì rất đẹp nhá. Đấy, nắp đít này, nắp lưng đằng sau không hề bẻ dập, anten đang còn đẹp lắm các bạn. Anten đang rất là mới. Đây, tem thông số máy đây. Đó. Sáp này, 100V, 19W. Mô đen nâu. Ở số series là 204-35133. Rắc lại in đi các bác nhá. Tất cả đều mang tiếng Nhật hết. Chất đẹp đúng không ạ? Đây, GF787 này, ghi rõ rất là rõ. Ok, và sau đây mời quý vị các bạn chúng ta cùng đến với chất âm của chiếc đài này. À, và tất nhiên giá thành thì hình như là em cũng chưa báo giá thì phải đúng không ạ? À, xin lỗi nhé, em cũng không nhớ là đã báo phần đầu chưa. À, và giá trước này thì hàng bãi nó đang rơi vào giá là 8 triệu 500 ngàn đồng. Thế nhưng mà hàng bờ như thế này thì em Tuấn đang bán giá là 4 triệu 500 ngàn đồng. Giá chỉ bằng khoảng một nửa so với đài bãi thôi. Và chúng ta đã được một cái đài rất đẹp rồi. Và ngày mai em Tuấn sẽ sơn lại cái phần ê căng loa. Cái này nó không ảnh hưởng gì đến chất lượng đài nhé. Và sẽ dán cho bác một bộ tem. Ngày mai em sẽ đặt một bộ tem nữa, dán phía dưới nữa thì đài nó sẽ rất là đẹp đấy. Và hai cửa băng này nó vẫn còn rất là trong, cũng như các bàn phím này đấy, vẫn đang còn rất là ok đúng không ạ, rất là phẳng, hoạt động tốt nhá. Ok, mời quý vị các bạn chúng ta cùng Tuấn để xe máy quay ở đây và chúng ta sẽ test cái phần chất chất băng nhá. Chúng ta sẽ test cửa số 1 trước này. Đấy, chúng ta sẽ để bỏ băng vào. Nếu em đã theo anh về tìm người quê tàn thân nhỏ điểm rất là hay. Ngàn nhào mùi lúa vàng thơm dậy hương với nhàn sương sớm, giọng hò lời hát hòa lên ta thiết như đang chờ mong. Tua tới này, tua lui này, đấy, rất là mạnh nhá. Stop đây các bác nhá, da băng thì nằm ở đây. Và các bác để ý cái phần meca ở trên cửa băng này đang còn rất đều và rất đẹp. Đây cũng là một cái điểm cộng cho chiếc đài này. Và điểm cộng nữa là đài đang hoạt động rất tốt nhá, các chức năng. Đó cũng là một cái điểm rất hay đúng không ạ? Chào em cùng nhau đua hò. Tiếng rất hay. Tua tới này, tua lui này. Đấy, tất cả đều hoạt động rất là ok nhá.
Em thấy cái dòng đài này thì cho chất âm rất là hay, vì nó sử dụng một quả bát, bát này nó rơi vào khoảng độ 16 cm các bạn, rất là to. Đấy, tiếng rất là hay. Và radio này, mời quý vị các bạn chúng ta cùng test radio. Ta sẽ dò sóng nhá. Em sẽ đẩy ra lùi ra đây tí để cho tay vào đây, chúng ta sẽ dò sóng. Và làm theo gây mất an ninh trật tự an toàn xã hội, uy hiếp đến người đi đường và người dân sống ở khu vực xung quanh. Ý kiến của tiến sĩ bắt rất tốt. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã trải qua hành trình 100 năm. Tuy nhiên, 100 năm vẫn quá ngắn ngủi. Bắt rất tốt đúng không ạ? Và chúng ta sẽ gạt xuống dưới, nó sẽ chạy live in. Đây em Tuấn đang cắm sẵn với một cái điện thoại rồi. Rất là to. Tiếng rất là to các bác nhá. Loa trái này, loa phải này. Đấy, hai loa này. Đó. Nhà bên đang đón dâu xôn tiếng cười. Ba tép này. Tôi làm thân khách tép đến này. Chúc phúc mà thôi. Quà tôi mang đến cho chỉ mỗi hoa bằng lăng, bởi mình nghèo đến chỉ đứng nép ngoài sân. Ôi tình xưa đã phai, nay bàn tay chẳng đan với ai. Anh giờ đây đã quên mọi tình thương. Tròn đến kiếp sau, riêng mình tôi ôm lấy ngần nỗi đau. Tiếng rất là hay. Các bác vừa nghe cái ca khúc Hoa Bằng Lăng của sáng tác Diêm Minh Nguyễn, do ca sĩ Ngân Ngân, một ca sĩ trẻ thể hiện. Tiếng loa nó, cái khung hình nó rất là rộng các bạn. Loa khoảng 16 cm, 17 cm này này. Nó cho ra cái trung âm rất là tốt, nghe nhạc bolero và trữ tình thì cực hay. Đấy, và giá thì em đang giao lưu với giá là 4.500.000 đồng, bao ship toàn quốc nhá. Ngày mai em Tuấn sẽ khui một số những chiếc đài đang có nó đang mới về, sẽ giới thiệu đến quý vị các bạn này. Đây đang còn đang ở trên ni lông này, này mới về một loạt này. Có những chiếc đài rất đẹp sẽ giới thiệu đến quý vị các bạn. Và chiếc đài này thì anh bác nào đang có nhu cầu tìm dòng đài này về chơi thì hãy điện thoại cho em. Số điện thoại của em Tuấn là 0822 111 444 nhé. Hẹn gặp lại quý vị các bạn buổi sáng ngày mai.